Nam Thư và Quỳ Linh, kính chào quý vị. Chúng ta đã gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình với sự tài trợ chính của thương hiệu TV Akino đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Bây giờ mình bắt đầu kết nối với trái tim, biết đâu là sau cái kết nối này mình hai đứa mình đi chung một đám cưới. Dạ đúng vậy. Đây. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Biết nấu món Nhật Bản. Biết nấu món Việt Nam không? Tôi không thể nhỏ ngàn chín nhàng. Tôi nghĩ là mỗi ngày là ngàn chín nhàng. Làm về nhiêu tiền đưa cho vợ hết được không? Kệ. Và bây giờ xin mời bạn nữ. Mời bạn nam. Chào em. Xin chào anh. Bây giờ hai người đã có mặt sân khấu rồi, mình giới thiệu về mình đi. Mời em trai. Xin chào hai MC. Và xin chào tất cả mọi người. Và xin chào bạn gái của mình trong tương lai. Tôi tên là Ide Kazuhiro. Đến từ Nhật Bản. Ồ. Dạ. Hai gọi Kazu nha. Cái gì tên gì tên gì? Tên là Ide Kazuhiro. Ide Kazuhiro. 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 Kazu là ok. Ok, low low low. Bây giờ là 36 tuổi, sống ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 4 năm rồi. Là công việc là nghệ sĩ hài. Dạ em chào chị Nam Thư và anh Quyền Linh ạ. Em tên là Du Thị Thảo, hiện tại em đang làm chuyên viên sale bên bất động sản chị. Thảo năm nay em nhiêu tuổi? Năm nay em 24 tuổi. Bất động sản. Biết sinh sản không? Không biết luôn. Không biết luôn. Đất đai nhà cửa đó. Những cái tài sản bất động nằm tại chỗ. Ta gọi là bất động sản, ví dụ đất này, nhà nè. Nghĩa là cô mua bán cái điều đó. Hiểu rồi. Thảo, anh Kazu bên kia là người Nhật. Thì em có ngại là mình sẽ hẹn hò với người nước ngoài không? Nếu như chúng ta hợp nhau, chúng ta bấm nút. Em không ngại, em chỉ cần lý do thôi chị. Kazu ơi. Dạ. Lý do tại sao Kazu lại muốn tham gia chương trình hẹn hò? Trước đây Kazu không nghĩ là không muốn kết hôn, nhưng mà bây giờ là 36 tuổi nên mỗi ngày rất buồn, sống một mình thôi nên một mình thôi. Nhưng mà ở Việt Nam á, là muốn lấy vợ á, là phải có chỗ ở ổn định, phải thương yêu vợ, không có người yêu khác, không được quen ai khác, được không? Cố gắng. Cố gắng. Bây giờ mình sẽ nghe Thảo nói tí xíu về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân ha. Em rất là mạnh mẽ, em rất thích cái lối sống Tây, giống như là phụ nữ mình là phải đẹp, phải sexy. Đẹp là để cho mọi người chú ý, để nhìn, chứ không phải là lúc nào cũng phải kính đáo, kính cổng, cao tường thật sự. Chị cũng nghĩ như em. Dạ. Kazu có thích bạn gái sexy không? Chắc chắn ha. Dạ. Chắc chắn ha. Hiểu chưa? Trời ơi, nôn quá, để qua coi mặt Kazu nè. Kazu nhìn rất là hot boy nha. Dạ, yeah, hi. Xin chào. Xin chào. Nam Thư. Kazu, điểm mạnh và điểm yếu của bản thân Kazu là gì? Điểm mạnh là hiền. Hiền. Là biết tiếng Nhật. Ồ, rõ ràng rồi, Kazu là người Nhật mà. Luôn nhiệt tiếng với mọi người, là biết nấu món Nhật Bản. Dạ. Yeah. Nhưng mà biết nấu món Việt Nam không? Kazu qua Việt Nam thích ăn món gì ở Việt Nam? Gỏi cuốn và bánh xèo. Em hỏi bên kia biết làm gỏi cuốn bánh xèo không? Bao ngon chị. She nấu ăn rất là ngon. Yeah. Yeah. Đó là điểm mạnh. Còn yeah, điểm yếu của Kazu? Điểm yếu là chưa giỏi tiếng Việt. Nói vậy là giỏi rồi đó. Rất giỏi rồi. Và tôi không thể nhỏ ngàn chín nhàng. Không phải ga lăng. Tức là Kazu không phải tuyết người ga lăng. Không nhớ được sinh nhật, không nhớ được những cái ngày quan trọng. Không nhớ ngày kỷ niệm. Tại vì là tôi nghĩ là mỗi ngày là ngày kỷ niệm. Hay. Có tật xấu nào không? Tật xấu. Thích uống bia. Vô thích uống bia. Thích đi nhậu. Nhậu nhiều không?
Chắc là nhiều. Mỗi ngày là 4, 5, 6 lon. Một ngày uống 6 lon. Và sau đó là uống soju. Em gái, dạ. Em biết nhậu không? Dạ biết chứ, phụ nữ bây giờ nói không biết nhậu là chắc ăn là không tin rồi. Em nhậu được nhiêu lon? Tầm khoảng 6 chai. Chị uống được 6 chai nha. Hợp nhau nè. Hợp nhau. Còn với Sancho thì em chỉ uống được vài ly thôi, tại vì em không uống được rượu nhiều. Uống được vài ly soju. Kazu thích con gái như thế nào? Chắc chắn hiền, dạ. Và đẹp, nấu ăn tốt, mỗi ngày rong rệt. Gì nữa? Có thể suy nghĩ, dạ, về cho người khác. Kazu có thích con gái giỏi kiếm tiền không? Dạ. Thích không? Thích à? Nếu mà đi ra ngoài kiếm tiền thì sẽ không giỏi dọn dẹp thì sao? Là không sao nha. Ok đúng không? Ok. Để Quyền Linh qua xem đàn gái có hợp với Yuka. Kazu. 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 Trời ơi. Đó, dạ, em chào Quyền Linh. Trời ơi, đẹp quá. Xinh xắn không? Rất xinh đẹp, chào đàn gái. Dạ, trời dạ. Ơi. Anh Linh ơi, em thắc mắc quá. Bên kia là trai tài, bên này gái sắc, mà tại sao lại ế nhỉ? Đúng rồi. Tại vì công việc của em là từ 8 giờ sáng em làm tới 5 giờ chiều, và buổi tối em từ 6 giờ đến 11 giờ em phải đi làm thêm. Buổi tối em đi làm thêm về cái gì nữa? Em làm PT sale tự do. Tức là em là PT luôn hả? Dạ đúng rồi. Em, anh Linh giờ mập lắm rồi. Em nhận làm PT riêng cho anh Linh được không? Để hướng dẫn anh Linh chứ. Cái này nếu mà em làm PT thì em sẽ sắp chế độ ăn và lịch tập cho anh Linh. Được đó, anh sẽ làm điều đó. Bây giờ là anh sẽ kiếm vợ cho bên đàn trai cái đã ha. Dạ. Nếu mà gặp người đàn ông ở Nhật, anh ấy muốn em về Nhật ở thì được không? Thường thường người ta nói thì có chồng phải về nhà chồng thôi anh. Về nhà chồng thôi không sao đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà đối với công việc thì em thích đi làm để kiếm tiền hơn so với là ở nhà để xài tiền của người khác. Giống như là cái kiểu như em thích tự do rồi, em không thích ràng buộc này, không thích gia trưởng này, đặc biệt là vũ phu. Em không muốn cãi nhau. Không muốn cãi nhau luôn. Vậy là được rồi đó. Dạ, nói chung là khi có xích mích gì đó thì mỗi người nhường hoặc nhận nhau một tiếng là được. Anh là diễn viên hài mà lúc nào cũng cười luôn. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, cho hai người gặp mặt xem thế nào nha. Thảo, em đi với anh. Dạ, em đi chung với chị. Chị em đang ở đó. Chị của Thảo. Dạ, chào chị. Chào chị Nam Thư với anh Quyền Linh. Em thấy anh này được không? Dạ, em thấy em thì thấy được rồi đó. Nhưng mà quyết định là do em của em. Được là được, sao? Phân tích thử thôi. Là em thấy ảnh cũng vui vẻ. Không biết là tánh tình ảnh sao, nhưng mà thấy mặt của ảnh thì hiền. Thấy hiền là được rồi ha. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Rồi, bây giờ Kazu. Kazu. Kazu đi với ai? Là vợ em bản thân, nhóm Double Beach. Em cũng là người Nhật luôn. Người Nhật. Tôi tên là Shinsuke. Em thấy cô gái đó được không? Đẹp. Đẹp và dễ thương. Đẹp và dễ thương. Shinsuke thấy phù hợp với Kazu. Hãy bấm nút đồng ý để Kazu có cơ hội hết ế. Ế. Và có thể lấy được bờ có gia đình hạnh phúc như Shinsuke. Shinsuke kết hôn rồi. Yes. Yeah. Xin lỗi. Cảm ơn Shinsuke. Cảm ơn. Rất là dễ thương, có duyên lắm. Mở rào. Bắt đầu không gian này là của bạn đấy nha. Xin chào. Chào anh. Em dạ. Em là một người thích hoa nên mình tặng trước. Thôi mình trao đổi cho anh. Dạ, cảm ơn. Chào em nha. Dạ, em cảm ơn nhiều nha. Thật ra là Kazu lần đầu tiên và tặng hoa cho người khác nha. Lần đầu tiên sẽ có nhiều lần nữa đó anh. Em thấy Kazu như thế nào? Vui vẻ, lịch sự, và với cái phong cách nó có nét như là vừa văn phòng và vừa năng động á. Nói chung là nó cũng giống như em. Là đi Nhật Bản chưa? Em đã có đi một lần rồi. Cái xưa
strong, strong. Yeah. Yeah. Strong. Yeah. Mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Yeah. Yeah. À, phải hỏi cái gì là? Cảm giác lần đầu tiên gặp cô gái thì mình thấy trong người thế nào? Nói đi. Yeah, rất rất đẹp. Kazu, anh không bao giờ, chưa bao giờ gặp xinh, giống như là xinh cô gái. Chưa bao giờ gặp ai xinh như cô này. Dạ, yeah. Yeah, em cảm ơn anh nha. Hôm nay là lần đầu tiên xinh đẹp. Là... Hỏi cô ấy là em rảnh lúc nào, có thể hẹn hò với anh ngày nào, giờ nào, em thích món gì, ăn cái gì, đi đâu. Em thích món gì? À, đối với em món gì cũng như món, không có cái sở thích. À, có thể ăn món Nhật Bản hả? Dạ được anh. À, đi nhà em có thể đi nhà với anh được không ạ? Dạ được, bình thường mà anh. Em thích du lịch không? Cũng thích anh, nhưng mà chỉ là một giới hạn nào đó thôi. Nếu rảnh thì đi du lịch nha. Dạ, nếu em rảnh. Lúc trước anh quen, anh có hay cãi nhau với người yêu cũ hay không? Không. Mà nếu ví dụ như có thì anh sẽ làm như thế nào? Nói chuyện để giải quyết. Tại vì là anh là người nước ngoài. Dạ. Anh không thể nói nhiều bằng tiếng Việt. Dạ. Nên chắc chắn thua. Chắc chắn thua. Thua chắc chắn là không đi nói tiếng Việt nên cãi lộn sẽ thua. Nên nói chung là nếu cãi lộn thì em cứ nói cãi tiếng Việt, ảnh cứ cãi tiếng Nhật, không ai hiểu hết nhau. Để cho nó khỏi còn mâu thuẫn luôn. Đơn giản vậy. Bây giờ anh có muốn khoảng bao lâu thì hai người đăng ký kết hôn với nhau? Khi nào cũng được, nhưng mà phải tìm hiểu nhiều. À đúng rồi. Thật sự không? Khi mà quen á là em sẽ quyết định quen lâu dài, không phải là quen một ngày một bữa. Bây giờ ở Việt Nam đó, yeah, hiểu rồi. Là vợ chồng á là xài chung tài khoản. Hai người làm bao nhiêu có thể bỏ vào chung một tài khoản. Cái đó được không? Được. 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 Hoặc là con trai á, chồng á đi làm về nhiêu tiền đưa cho vợ hết được không? Được. Được luôn hả? Được mà mặt hết sức là đau khổ. Được. Khi mà lấy nhau rồi, anh thích sinh con trai hay con gái? Cả hai. Thích cả hai. Cả hai. Sinh con gái, con trai, cả hai thích. Bây giờ thế nào? Mọi người có thể hát tặng bạn gái một bài nào đó. Một nhóm Double Wish là có vài bài hát. Dạ. Viết bài hát. Và khi nói chuyện với người Việt Nam nói không hiểu. Tại vì là đối với người Nhật, phát âm tiếng Việt là rất khó. Và khi nói là em câu này là hiểu không? Am mon di phu quốc cư. Hiểu không? Dạ, em không hiểu. Không hiểu hả? Đương nhiên là em không hiểu rồi. Hầu như người Việt Nam nói như vậy. Nên chúng tôi viết bài hát. Một bài hát tên là Không Hiểu. Không hiểu. Ừ, không hiểu. Là em hiểu, có thể hiểu Namuki Koigia. Tại vì em không biết tiếng Nhật. Ừ. Dạ. Khi đó là không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, không hiểu nha. Yeah. Hiểu không? Là cái bài không hiểu đó anh. Em chỉ biết là cái bài đó là không hiểu thôi. Dễ thương mà. Rồi em hát tặng anh bài Việt Nam đi. Em là người miền Tây thì em sẽ hát về một đoạn của người miền Tây. Tuy nó không hay nhưng mà mọi người gắng cố gắng lắng nghe em hát nha. Miền Tây quê tôi, ai về ai nhớ ai thương. Vượt qua Long An chờ đào hương lúa còn dương. Tiền Giang Mỹ Tho Cái Bè Gò Công Tân Phước. Gạch miếu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Đường đi Vĩnh Long không còn những chiến pha xưa. Xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa. Trà Vinh trà cũ đón chào mời nhau bánh tét. Xa đến gần người yêu dấu tháp mười tràm chiêm. Hay quá.
Cái bài hát đó là rất là nhiều cái vùng miền ở miền Tây, Nam Bộ. Sau này nếu mà quen nhau, cô ấy sẽ đưa bạn đi tham quan rất nhiều những cảnh đẹp của miền quê Việt Nam. Nhưng mà tiếng Việt của mình là không tốt nên càng học chăm chỉ. Anh là một người vui tính, thì nếu như anh không biết tiếng Việt nhiều quá thì em có sẽ dạy kèm thêm cho anh để biết tiếng Việt chuẩn hơn nữa, so với cái điều mà anh tồi tệ để anh nghĩ. Thay vì anh nghĩ nó là điều tồi tệ anh không học được, thì em có thể giúp anh để nó phát triển hơn. Cảm ơn nha. Rồi, bây giờ mình tiến hành bấm nút hay không bấm nút là quyền của hai người nha. Và bây giờ nhắm mắt lại nha. 3, 2, 1. Hết thời gian. Nắm tay nhau. Đó. Họ đồng ý hẹn hò với nhau. Gazu. Yeah, từ nay Gazu hết ế rồi. Yeah. Cảm giác thế nào? Yeah, rất rất vui. Nên không thể nói gì hết. Không thể nói gì. Rất là dễ thương. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng tặng cho hai bạn. Bây giờ cái quy định của chương trình là chúng ta phải đánh dấu cái ngày gặp mặt đầu tiên, nhấn nút hẹn hò với nhau, mình hôn nhau. Ấy không má, má thôi được rồi. Yeah, ngon quá thơm quá. Ăn bánh xèo mới ngon quá. Con này thơm quá. Bánh xèo là đặc sản của miền Tây em đó anh. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 50% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da X2 gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đan Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Fast nhập khẩu từ Thái Lan, bảo hành đổi mới trong năm đầu, tổng trị giá 7 triệu đồng. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Chúc cho tình yêu của hai bạn sẽ sớm thăng hoa nha, tìm địa hiểu để có thể đến với nhau. Cảm ơn. Cảm ơn nha. Hy vọng rằng họ sẽ sớm tìm hiểu nhau, mà một cô gái sẽ dạy tiếng Việt cho chàng trai Nhật và chàng trai Nhật sẽ dạy tiếng Nhật cho cô gái Việt. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai, xem họ từ nước nào đến. Em thì chưa có trải qua mối tình nào. Hôn ai chưa? Chưa. Có hôn ba hôn mẹ nhưng mà. Dạ em thích con trai mặc đồ lèo lẹt. Dạ cái đấy là không có luôn á. Chưa gì sợ. Mời bạn nam. Mời bạn. Và xin mời bạn nữ. Bạn hãy giới thiệu về mình đi. Vâng, cháu xin giới thiệu, cháu tên là Trương Công Bình ạ. Cháu 24 tuổi, cháu quê Thanh Hóa và bây giờ hiện đang làm trong thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì cháu? Dạ bây giờ cháu đang quản lý một cửa hàng thu mua và xuất khẩu hải sản tươi sống. Giờ sống ở quận nào? Dạ cháu sống ở quận 12. Mời đàn gái giới thiệu về bản thân mình nè. Xin chào MC Nam Thư, MC Huyền Linh, quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay và bạn nam bên kia. Em tên là Chiêu An, năm nay 22 tuổi. Hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, đang phụ giúp cho công ty của gia đình. Vậy thì bây giờ bên đàn trai mình giới thiệu một tí xíu về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân nè. Dạ, điểm mạnh là em tự lập từ nhỏ, có lối sống giản dị, cũng nhút nhát, cũng biết nấu ăn rồi. Dạ, điểm yếu thì có chút bộn bề. Rồi mời đàn gái. Dạ, điểm mạnh của em là em có nấu ăn ngon, làm việc, dọn dẹp nhà cửa, tự chăm sóc bản thân.
Điểm yếu của em thì em có một chút nóng tính với không cẩn thận. Tính em cũng hơi bề bộn không chút. Vậy là biết làm đồ nhậu không nè? Làm đồ nhậu thì em không biết, nhưng mà làm bánh thì em biết. Bình ơi. Dạ. Em biết nhậu không Bình? Dạ, em biết nhậu chị ơi. Tiểu lượng cũng tầm gỡ 7-8 lon thôi ạ. Quá dữ, cũng dữ rồi hả? Dữ á, dữ á. Chà, hai đứa hợp ghê, đứa Bình đứa An ha. Ráp lại An. Bình An. Ủa Bình, dạ. Là cháu có mấy mối tình rồi? Cháu trước kia là có 2 mối tình. Thời trung học phổ thông là mối tình đầu. Mới đây thì cháu chia tay đã 3 năm rồi. Quen nhau 2 năm. Cháu thì làm kinh doanh ngoài Hà Nội. Còn cô đấy học trong Sài Gòn. Không kiểu... có cùng chung cái chí hướng đó đúng không? Đúng rồi ạ. Trời ơi, quà cáp bò tùm lum hết trơn. Bò luôn hả? Ừ, quà cáp nó bò tùm lum tùm la hết trơn. Em thì chưa có trải qua mối tình nào. Trước đây thời gian thì bận học, cũng vẫn chưa có thời gian trở qua một mối tình nào hết. Nắm tay ai chưa? Dạ, nắm tay thì cũng có nắm tay, nhưng mà hôn ai chưa? Thì chưa. Có hôn ba hôn mẹ nhưng mà hôn người yêu, đang tính là hôn người yêu nè, là chưa đúng không? Dạ. Vậy thì cái mẫu người đàn ông á mà em mong muốn là như thế nào? Em mong muốn là một bạn nam cao hơn em trên 1m65, ngoại hình ưa nhìn một chút, tính tình tốt, có trách nhiệm, chung thủy. Thích bạn nam có tính lãng mạn chứ. Tại vì em cũng thích đọc tiểu thuyết ngôn tình á. Vậy gì tiểu thuyết ngôn tình rồi có coi phim Hàn Quốc rồi gì không? Có mê không? À, có coi phim Hàn Quốc mà không có mê. Bình có lãng mạn không? Có chứ chú. Chào em, Bình. Ví dụ lãng mạn sao nè? Đến ngày sinh nhật của cô đấy, mình tổ chức tạo cái phòng nhạc rồi mình xếp hoa, mình trái tim rồi mình đứng đấy mình tặng cô ấy. Xếp hoa là chuyện bình thường rồi. Cái sinh nhật sắp tới của ấy á, em xếp cua, ghẹ, ốc. Ôi rồi, tưởng gì chứ hết trơn. Tưởng gì cái đấy là đơn giản lắm. Thí dụ thế cho nó lạ. Thì em có ngại là khi mà em yêu một cô gái chưa bước qua mối tình nào, em sẽ làm như thế nào mà thích lãng mạn nữa? Chinh phục cô ấy thì phải có thời gian, nên rồi mình cứ tán tỉnh rồi đến rồi. Tán tỉnh như nào? Cứ tặng cua, ghẹ xuống. Ông đừng có nghe anh Linh. Vấn đề mình sống chân thật thôi, mình nghĩ sao mình làm vậy. Thật sự tặng bó hoa hồng không bằng 2 con cua đâu. Tặng 2 con cua ngon hơn. Ví dụ như... An, dạ, thích ăn hải sản không? Dạ thích. Ôi, có gì chia chị bớt nha. Dạ, chia chị yên tâm. Cửa hàng bên đây là em làm chủ luôn hay sao? Em vừa làm với người ta nhưng mà em cũng vừa làm chủ. Thì tốt quá rồi. Rồi vậy là được rồi. Em xin quyền lên. Dễ thương. Bên đây nhát quá. Dạ. Khi mình có một người đàn ông bên cạnh mà nhút nhát quá, mình thấy sao? Dạ em thấy cũng bình thường. Chàng này là giống như từ Thanh Hóa mà để lập nghiệp á. Em có lo điều đó không? Dạ em cũng có một chút lo. Em không thích điều gì ở người đàn ông? Dạ em thích con trai mặc đồ leo lẹt. Không có chú ơi. Chuyện cái đấy là không có luôn á. chưa gì sợ. Không hút thuốc. Có cái này lại càng không luôn. Đấy lại được chưa? Không thích bạn nam nóng tính. Có nóng tính không? Nóng tính là không có đâu. Nhát thấy mồ nóng gì nổi nữa. Gì nữa? Dạ hết rồi. Hết rồi đúng không? Rồi bây giờ anh thấy được đó. Rồi An, hôm nay em đi với ai hả An? Hôm nay em đi với mẹ và dì. À có mẹ luôn hả? Xin chào MC Quỳnh Linh, MC Nam Thư. Dạ. Khán giả tại trường quay. Em là mẹ của bé Chiêu An. Thì mẹ thấy thì bên đàn trai thì cũng được. Nhưng mà cho cô hỏi, nếu mà con đang làm trong thành phố Hồ Chí Minh thì cô có mình Chiêu An à. Thí dụ hai đứa mà được á, con ở đây lập nghiệp hay là con đi về có làm dâu gì không con? Con thì chắc chắn là trong Sài Gòn lập nghiệp rồi. À, ba mẹ con thì ở ngoài quê. Vâng, đúng rồi. Rồi con có mấy anh chị em? Nhà con có 5 anh chị em, nhưng mà con là người thứ 4. Với lại con có tính tự lập từ nhỏ, con đi tìm hiểu hay đi làm công chuyện của mình là mình là xác định là mình phải đi làm để phát triển sự nghiệp của mình thôi. Ừ. Thì cô chỉ hỏi vậy thôi, còn lại thì hai đứa tìm hiểu nha. Cô thấy đàn trai được không? Cô thấy thì được đó, mẹ thấy cũng được thì ăn thua con thôi. Bình đi với ai? Dạ hôm nay cháu đi với em. Chào anh Quỳnh Linh và chị Nam Thư. Em là em họ của anh Bình. Em nhận xét bạn gái bên này thì bạn gái bên này là dễ thương, tính tình tốt, hợp với anh Bình. Cảm ơn em. Bây giờ mình kéo rào cho hai trẻ gặp mặt ha. Muốn nói gì nói đi Bình. À cua. À. Em
có biết nhậu không? Vì cái công việc của anh là nhiều khi giao tiếp khách hàng rồi cũng phải đi nhậu rồi với người ta. Em thì em không có biết nhậu, em chỉ biết uống rượu nhẹ thôi. À, rượu nhẹ. Nếu như mà anh uống rượu thì uống ít thì không sao, đừng uống nhiều quá, tại vì uống rượu nhiều là sẽ không có tốt cho sức khỏe đâu. Cái đấy anh biết, công việc của anh đó, đi giao lưu hay là khách hàng, nói chung là mình chỉ là nhậu vui trong công trên bàn thôi, còn công việc không có ai thì tiết lộ cho ai được. Tại vì ba em cũng nhậu, nhưng mà em cũng không thích ba nhậu quá nhiều. Mai mốt nếu mà anh có công việc bận thì anh có thể đi chơi với em không? Anh có thể, vì cái công việc anh sắp xếp được. Tặng quà nhau trước đi rồi mình nói chuyện. Cua viết để hồi chết queo hết trơn. Tặng ta luộc liền ăn luôn đi. Nè. Anh tặng em à? Dạ, đúng rồi. Thôi để anh... Thì em để bên đây. Chưa đưa, trao tay. Tại sao anh tặng cua cho em? Không, anh biết trước là em biết là em thích ăn đồ hải sản nên anh tặng hải sản cho em á. Dạ, anh hay quá. Em cũng tặng cho anh bánh. Tại vì em cũng có làm bánh nhưng mà gấp quá em làm không có kịp. Nếu như mà có cơ hội thì sau này em sẽ làm bánh cho anh ăn. Bánh gì đó mở coi làm coi ngon không? Chắc là nhìn này chắc ngon lắm á. Đâu đưa anh coi ăn được không? Mời em xin Huyền Linh ăn. Trời ngon quá ta. Chúc ăn trước đi cũng dám ăn chứ. Nói chung là anh mới lần đầu gặp em nhưng mà anh thấy em cũng là người kiểu cũng mẫu hình của anh cũng thích. Lâu về dài thì mình phải có thời gian để mình tìm hiểu với nhau được. Mình cho nhau một cơ hội tìm hiểu cho nhau đi. Được, em cũng muốn có cơ hội để tìm hiểu anh. Tại vì mình mới gặp nhau có một tí thôi, nhiều cái mình vẫn chưa có hiểu nhau. Quan điểm tình yêu của anh là như thế nào? Anh ghét sự giả dối và đủ lăng nhăng lắm. Em thì cũng đơn giản, chỉ cần đơn giản là được. Anh cũng đơn giản lắm. Em không thích bạn nam nhắn tin hoặc quan tâm quá nhiều đến mình. Chỉ cần nhiều lúc nhập mặt nói chuyện với nhau là được. Này, cái này em giống tiếng Anh đấy. Dạ. Anh cũng không thích cũng nhắn tin nhiều. Đến lúc một lúc mình hiểu nhau thì lúc đấy mình gặp nhau là mình tự hiểu. Hai đứa này quen nhau đỡ tốn tiền điện thoại. Đỡ, rất đỡ luôn á anh Linh à. Không có ghen. Chắc cũng ghen một xíu đó. Nhưng mà anh ghen xíu là hết à. Tính anh không giận nhiều, anh không giận dai được. Rồi bây giờ hát tặng nhau một bài đi nào. Anh sẽ hát bài Đôi chân đi tìm một nửa yêu thương khi trái tim thổn thức. Sáng em hôm nào chợt lòng đi ngang mắt tôi xin cười. Ta tìm em trên con phố ấy, ta đợi em góc ngã tư đường qua. Mong tình yêu cho đôi ta gặp gỡ, xin em hãy quay về đây. Em xin rồi, cảm ơn em. Rồi, hết thời gian. Có rung động thì bấm. Bởi chúng ta đang đối diện với ba mẹ, bạn bè, người thân và hàng triệu khán giả. Và rất mong là các bạn sẽ nắm tay nhau và ra về ha. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng em. Hai bạn nắm tay nhau đi. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Giữ để xem phim nha. Xin phép mẹ vợ tương lai. Dạ, cho con xin phép hôn em một cái hả? Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 50% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da X2 gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đan Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan. Bảo hành đổi mới trong năm đầu, tổng trị giá 7 triệu đồng. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi. Thật sự nói thì cặp hôm nay rất là dễ thương. Dạ. Một chàng trai tặng cua cho cô gái và cô gái tặng bánh bông lan cho chàng trai, dễ thương lắm. Và cuối cùng tôi cũng lụm được miếng cái bánh. Trời ơi. Mà... Chị hồi nãy em bắt con cua em giấu rồi.
mà không biết lắm. Khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được quà tặng là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá 4.690.000 đồng nếu trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Bởi như thường lệ, chúng tôi sẽ có những chương trình làm mai mối cho những quân nhân chuyên nghiệp. Các anh chị, các bạn bè nào mà có nhu cầu đăng ký tìm một nửa yêu thương của mình là những quân nhân chuyên nghiệp thì đăng ký với chúng tôi nha. Và bây giờ là phần quà cho tất cả khán giả ngồi tại phim trường. Và khán giả nào may mắn sẽ nhận được một nồi cơm điện từ thương hiệu Akino trị giá là 350.000 đồng. Đây, bốc đi em. Bốc em bốc hả? Ừ, đi. Số gì ra, số gì ra, số gì ra. Số... Ủa, ủa này là số gì anh? À, 44. 44. Ồ, có rồi. Đây, xin chúc mừng em. Đây là một chiếc nồi cơm điện. Đây, cái thiệp tham đâu. Rồi. Đây, cảm ơn bé. Cảm ơn em. Ngoài chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò trên sóng truyền hình, chúng tôi còn có dịch vụ mai mối offline Bạn Muốn Hẹn Hò được tổ chức cuối tuần trên toàn quốc. Chi tiết liên hệ tại fanpage offline Bạn Muốn Hẹn Hò hoặc số điện thoại hotline đang chạy bên dưới màn hình. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Cảm ơn thương hiệu TV Akino đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt đã tài trợ chính cho chương trình. Nam Thư và anh Linh xin chào và hẹn gặp lại. Biết nấu ăn, biết làm tốt. Khá khó tính, không giữ em cũng nhăn nhó khó chịu. Mối tình thì cũng khá nhiều, cũng trên chục. Cũng trên chục. Tức là em không thích cái thể loại em gái mưa, em gái nắng, em gái âm u vậy thôi. Dạ, ưu điểm của em là em biết nấu ăn, ít nói, em sợ ma. Em có sợ ma không? Dạ có ạ. Con ơi. Chị để ba mẹ em á, em ngủ chung với mẹ, ba em ngủ riêng. Vậy chắc mẹ mong em lấy chồng lắm đây. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh.